SEA-DOME là phiên bản hải quân dựa trên nền tảng hệ thống phòng thủ tên lửa vòng sắt Iron Dome và được lắp đặt trên tàu hộ vệ Sa-A-6 của Israel. Được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công dồn dập, quy mô lớn ở cả vùng biển xa lẫn ven bờ, SEA-DOME được trang bị hệ thống phóng với 10 đạn đánh chặn phóng thẳng đứng Tamir đặt trong một mô-đun. Theo nhà sản xuất Rafale, hệ thống có thể xoay vòng 360 độ và bắn tên lửa liên tiếp trên từng giây. Sử dụng cùng công nghệ với phiên bản trên đất liền nhưng được tối ưu hóa, hệ thống này sẽ dò ra đường đạn của tên lửa bay tới và phóng tên lửa đánh chặn. Tổ hợp có thể sử dụng radar giám sát của tàu, chứ không cần radar điều khiển hỏa lực chuyên dụng. Các lệnh điều khiển và kiểm soát hệ thống có thể tích hợp vào hệ thống quản lý chiến đấu của tàu, cho phép hoạt động liên tục với hiệu quả cao. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, theo Bộ Quốc phòng Israel, trong một cuộc thử nghiệm, SEA-DOME đã bắn hạ nhiều mục tiêu, bao gồm rocket, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Nằm trong những quốc gia phát triển và sở hữu công nghệ tàu ngầm hàng đầu trên thế giới, nên không quá khó hiểu tại sao Nga có trong tay nhiều dòng tàu ngầm chứa danh, trong đó có dòng tàu ngầm thông thường chạy diesel điện lớp Kilo. Và truyền thống này đang được tiếp nối với dòng tàu ngầm thế hệ mới thuộc đồ án 667 hay lớp Lada. Về cơ bản, lớp Lada được xếp thuộc dòng tàu ngầm chạy diesel điện thế hệ thứ tư. Dòng tàu ngầm này có lượng giãn nước khi nổ khoảng 1.750 tấn và tốc độ hải trình khi lặn khoảng 21 hải lý một giờ. Điểm đặc biệt của lớp tàu ngầm này là khả năng tự động hóa, áp dụng nhiều biện pháp khử tư tính và giảm tiếng ồn khi hoạt động, khiến nó rất khó bị phát hiện khi lặn. Cùng với đó, bên cạnh hệ thống động lực chính là động cơ diesel điện, tàu ngầm lớp Lada còn được sử dụng công nghệ cung cấp động lực không phụ thuộc vào không khí ngoài AIP, giúp tăng thời gian hoạt động trên biển liên tục trong 14 ngày mà không cần nổi lên mặt nước. Đây là yếu tố mà không phải dòng tàu ngầm hiện đại nào trên thế giới cũng sở hữu. Lớp Lada cũng được trang bị hệ thống sonar thủy âm Lyra, độ nhạy rất cao, có khả năng lọc nhiễu và phân biệt các mục tiêu nổi hoặc tàu ngầm của đối phương ở các vùng nước nông và có nhiều loại thủy âm. Về hỏa lực, tàu ngầm lớp Lada vẫn sử dụng các ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm, có khả năng mang nhiều loại ngư lôi khác nhau, trong đó có loại ngư lôi siêu khoang VA-111 Skavan, gần như không thể ngăn chặn. Nâng cấp đáng giá khác là trên tàu ngầm lớp Lada là các ống phóng thẳng đứng để mang các loại tên lửa như Kalib hay Onyx để tấn công các tàu mặt nước hoặc mục tiêu trên bộ ở khoảng cách từ vài trăm tới hơn 1.000 km. Có thể nói, Lada là người kế thừa xuất sắc của dòng tàu ngầm diesel điện đồ án 877 Patriot và 636 Kilo. Hiện tại, Nga đã phát triển biến thể xuất khẩu với tên mã đồ án 1650 Amur và nhận được sự quan tâm từ hải quân nhiều quốc gia trên thế giới.